Mới tối ngày hôm qua, cái chích thuốc ngừa đầu tiên cho trẻ em của hãng Pfizer cho những đứa nhỏ từ 5 cho tới 11 tuổi. Đó là nằm ở bên Connecticut. Đó là có mấy đứa nhỏ hỏi là có đau không? Thì cái đứa nhỏ Thomas đang chích thì nói là không có đau đó đây có rất là nhiều trẻ em đang đợi để mà chích thúc ngừa của COVID-19. Như con tôi nói là sẽ đi học lại trong trường và sẽ nói cho tất cả bạn bè biết vào ngày mai. Con tôi sẵn sàng để đi ra ngoài và sẽ được bảo vệ về cái COVID-19 ngay bây giờ đó là sau khi của cdc đưa ra nói cho biết là đã cho đèn xanh để chích thúc ngừa của COVID-19. này vào buổi sáng đây là bà dr rochelle bà nói chuyện đây là trong lúc này là cho cha mẹ những đứa nhỏ ăn mừng Hiện tại ngay bây giờ chúng ta có cái thuốc ngừa cho trẻ em, 28 triệu trẻ em ở trên Hoa Kỳ. Cho những đứa nhỏ từ 5 tới 11 tuổi. Thuốc ngừa này có thể chích cho 28 triệu trẻ em ở trên Hoa Kỳ. Ngay bây giờ đang có rất là nhiều cha mẹ sửa soạn để đưa con mình đi chích thuốc ngừa COVID-19. Chích thuốc ngừa cho trẻ em thì nói chung với cộng đồng ở đây để cho mọi người được an toàn. Cho dù hiện tại ngay bây giờ thuốc ngừa vaccine của COVID-19 chích cho trẻ em này rất là an toàn. Nhưng mà cũng có một số cha mẹ phụ huynh không muốn dẫn con mình đi chích thuốc ngừa. Đó là khoảng chừng 63% những cha mẹ không có dẫn con mình đi chích thuốc ngừa hoặc là đợi để coi sau này như thế nào. Đây là rất là lo ngại, lo ngại cho những đứa nhỏ 5 tuổi. Đây là người mẹ nói cho biết especially elementary school, the immune system is definitely still developing. Và yeah, theo người mẹ này nói, giống như mấy đứa nhỏ đó, cái cơ thể nó đang lớn từ từ cho nên cũng rất là lo cho nên không có dám đi chích đó. So we are back here at Connecticut Children's now and our... đây là của đài họ trở lại nằm ở bên Connecticut, họ báo cho anh biết. Đứa nhỏ này tên Caitlin, 10 tuổi đang đợi sửa soạn để được chích thúc ngựa. Okay, dạ, no right th yeah, hỏi đứa nhỏ có chảy uh, mồ hôi không? Dạ, Caitlin... yeah, ngon lành. Giờ ngón tay lên đó, thumb ấp đó, số 1. <laughs> Dạ, ở đây đó, ngay chỗ nhà thương của trẻ em chỗ này thì có rất là nhiều trẻ em đang đứng xếp hàng giống như đi chích thuốc ngừa đài nhìn thấy từ nãy giờ. À, tất cả những trẻ em đây, người nào cũng làm rất là tốt, rất là anh hùng chích thuốc ngừa. Và một cho các dù đã được cho cha mẹ phụ huynh biết về chuyện này cho dù hiện tại như bây giờ thuốc ngừa cho ngày hôm nay chích. trong lúc này chỉ có một số ở trên hoa kỳ có được chích thuốc ngừa thôi những cái chỗ phòng mạch của bác sĩ lớn hoặc là những cái chỗ nhà thuốc tây lớn vài ngày nữa thì có nhiều chỗ khác nhau đều có hết nhưng mà ngay trong ngày hôm nay thì nó như vậy và vài ngày nữa chỗ nào thì cũng có hết thì mình có thể make appointment gọi hẹn để đi chích thuốc ngừa dễ dàng hơn